năm 2016, dù tình hình kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, nhưng tỉnh Lâm Đồng vẫn thực hiện đạt dự toán thu ngân sách được giao. Đặc biệt, đây là năm mà số thuế xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt do hải quan thu đạt cao nhất từ trước đến nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Bản, doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, đóng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng công ty vẫn định hình được hướng đi, đảm bảo hoạt động ổn định. Hàng năm, doanh nghiệp này chế biến và xuất khẩu cà phê nhân với sản lượng 15.000 tấn, đem lại doanh thu gần 25 triệu đô la Mỹ, tương đương với 555 tỷ đồng Việt Nam. Cũng như nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác, công ty luôn được ngành thuế hải quan hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về các chính sách thuế để nắm bắt triển khai kịp thời. Đơn vị hải quan cũng tạo điều kiện tốt nhất về mọi cái thủ tục để hoàn thành bộ chứng từ xuất khẩu nhanh nhất. Cùng với việc rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả. Thời gian qua, Chi cục Hải quan Đà Lạt đã kịp thời triển khai hướng dẫn các chính sách mới của nhà nước về luật hải quan, các luật về thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp. Bên cạnh chính sách thuế của nhà nước được thay đổi theo hướng minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, sự nỗ lực đồng hành của đội ngũ cán bộ công nhân viên Chi cục Hải quan Đà Lạt là một trong những yếu tố góp phần tăng số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu. Những năm gần đây thì về cái lĩnh vực xuất nhập khẩu thì cũng nhờ là chúng ta cải cách được cái hệ thống kê khai hải quan trên cái hệ thống VinApp. Chúng ta kê khai trên hải quan điện tử thì như vậy thì nó rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong tất cả các cái việc mà kê khai cũng như được cái sự hướng dẫn tận tình của cái đội nghiệp vụ của hải quan, cho nên là chúng tôi thấy là trong cái những năm gần đây thì doanh nghiệp chúng tôi rất là thuận lợi. Từ những yếu tố trên nên đã góp phần tích cực tăng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ở địa phương. Nếu như trong 2 năm gần đây, tỷ lệ thu thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan chỉ đạt đến 100% kế hoạch và tỷ lệ vượt không quá một con số, thì trong năm 2016 này, Hải quan Đà Lạt thu ngân sách được 310 tỷ đồng, đạt 357% kế hoạch, nghĩa là vượt 257%. Trong các cái năm tiếp theo thì chi cục cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác cải cách thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp để làm thủ tục khai báo thủ tục hải quan kê khai nộp thuế tại chi cục. Về đội ngũ công chức thì chi cục cũng sẽ nâng cao cái trình độ năng lực của từng công chức đáp ứng được cái yêu cầu hiện đại hóa cải cách của ngành hải quan. Kết quả thu thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần tăng số thu để Lâm Đồng hoàn thành dự toán thu ngân sách trong năm 2016. Với những chính sách mới về thuế hải quan được sửa đổi bổ sung theo hướng tạo thuận lợi, minh bạch, cụ thể cho cả cơ quan quản lý và người nộp thuế, đó sẽ là cơ sở để năm 2017 và những năm tiếp theo, Lâm Đồng tiếp tục tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thuế xuất nhập khẩu. Tại lễ phát động, hơn 50 tình nguyện viên đến từ Hội xe đạp thể thao thành phố Đà Nẵng tham gia hành trình 35 km chinh phục đỉnh Sơn Trà. Hành trình này mang thông điệp về bảo vệ môi trường, hướng đến cộng đồng và du khách trong xây dựng thói quen giao thông xanh.